Ronald Koeman đã chính thức trở thành tân huấn luyện viên của Barca vào mùa giải mới. Điều đó đồng nghĩa, đội tuyển Hà Lan bất đắc dĩ chia tay con người tạo nên đóng góp lớn nhất trên cuộc hành trình trở lại. Nói về điều này, các cầu thủ trên tuyển Hà Lan đều gửi lời chúc đến người thầy cũ của mình. Dưới sự dẫn dắt của Ronald Koeman, đội tuyển Hà Lan đã có những bước tiến lớn trong vài năm qua và có một tương lai tươi sáng. Là một tập thể, chúng tôi vui mừng về điều đó. Chúng tôi đồng thời hiểu được ông ta có ước mơ trở thành huấn luyện viên của Barca. Đó là vài lời thông điệp Hà Lan gửi cho nhà cầm quân sinh năm 1963. Hà Lan có lẽ có lý do để vui mừng về một trong những danh thủ hàng đầu bóng đá nước nhà đã chạm đến giấc mơ của mình. Song đằng sau sự vui mừng đó, đội tuyển Hà Lan sẽ đối diện với hàng loạt gánh lo. Giờ đây, tương lai của cơn lốc màu da cam sẽ như thế nào khi mất đi vị tướng tài 57 tuổi? Khi huấn luyện viên Ernesto Valverde bị sa thải, Ronald Koeman sớm trở thành ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế nóng tại Camp Nou. Tuy nhiên, người được chọn là Quique Setién. Setién trở thành thuyền trưởng mới của Barca không phải vì ban lãnh đạo câu lạc bộ không thích Koeman, thậm chí giới thượng tầng rất mong chờ một cựu cầu thủ dẫn dắt đội bóng. Song vì thời điểm đó, Hà Lan sắp bước vào Euro 2020 nên Koeman muốn hoàn thành giải đấu này. Ông có thể không cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022, nhưng chiến lược gia này vẫn muốn đặt dấu chấm hết cho triều đại thành công của mình bằng chiến dịch mỹ mãn tại Euro 2020. Sau Euro 2020, đó là thời điểm thích hợp để vị thuyền trưởng 57 tuổi rời Hà Lan chuyển đến Barca. Ý định ban đầu của Koeman là thế, nhưng dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát, Euro 2020 phải rời lại sang hè năm sau. Koeman không thể nào chờ thêm một năm để bước vào ngày hội lớn nhất của châu Âu cấp độ đội tuyển trong bối cảnh Barca đang tan hoang hơn bao giờ hết. Ông buộc lòng phải ra đi và dỡ bỏ tham vọng cùng dàn tập thể gắn bó với mình suốt 2 năm rưỡi qua tham dự Euro 2020. Nếu Koeman dẫn dắt Orange bước vào ngày hội được mong chờ mùa hè, người hâm mộ tin tưởng Hà Lan sẽ là tập thể đáng gờm. Bởi trong khoảng thời gian đã qua, kể từ thời điểm được bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, Koeman đã giúp Hà Lan lột xác. 17 trận dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1963, Hà Lan đã ghi tổng cộng 33 bàn. Các trận đấu xuất hiện thầy trò Koeman đều có mưa bàn thắng. Trước những đội tuyển mạnh, Hà Lan cũng biết cách thị uy sức mạnh với 3 pha lập công vào lưới đội tuyển Pháp, 4 bàn thắng trước Đức tại UEFA Nations League hay 3 lần khiến lưới tam sư rung lên. Bệ phóng hàng công trở thành điểm tựa vững chắc giúp cơn lốc màu da cam cán đích ở vị trí thứ 2 tại Nations League. Họ vượt qua vòng bảng Euro 2020 một cách thuyết phục và đương nhiên trở thành một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Điều đặc biệt nhất vẫn không nằm ở khả năng tấn công của đội tuyển Hà Lan. Dưới thời Koeman, các gương mặt nằm trong lứa cầu thủ vàng của nền quốc gia này là Van Persie, Robben, Schneider đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Những tưởng đó là khó khăn dành cho tân huấn luyện viên Barca, nhưng không. Chiến lược gia 57 tuổi tận dụng điều đó để chỉnh làng và trao cơ hội cho cả hàng loạt các cầu thủ trẻ. Đó là các cái tên trẻ trung, giàu khát khao muốn chứng tỏ như Matthijs de Ligt, Van de Beek, Frankie de Jong, Steven Bergwijn hay là Dejan Magelaan. Một vài cái tên như thế được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trên đội tuyển quốc gia trong tương lai. Ngoài ra, sức trẻ của Hà Lan còn được pha trộn bởi một vài gương mặt kinh nghiệm như Wijnaldum, Van Dijk, Daley Blind lẫn Stefan Fry. Cái tài của Koeman còn nằm ở việc ông hồi sinh những cái tên tưởng như đã rơi vào quên lãng. Raul Babo ở tuổi 33 vẫn đá cực hay ở hành lang cánh. Memphis Depay sau cuộc hành trình khó quên tại Man United và buộc phải đấu quân cho Lyon để vực dậy sự nghiệp, hiện trở thành trụ cột của Hà Lan. Rõ ràng Á quân World Cup 2010 không chỉ sở hữu dàn sao trẻ mà họ còn có một đội hình kinh nghiệm và đồng đều ở mọi tuyến. Với Silesen trong khung gỗ, cặp trung vệ De Ligt, Van Dijk, De Jong cầm nhịp cùng Depay nơi tuyến đầu, liệu có đội tuyển nào dám coi thường Hà Lan vào thời điểm hiện tại? Chính vì dàn nhân sự sẵn có như thế đã mở ra tương lai sáng lạng cho bóng đá Hà Lan, ngay cả khi cơn lốc màu da cam thất bại trước Bồ Đào Nha tại chung kết Nations League và mất cơ hội giành lấy danh hiệu đầu tiên sau Euro 88, chẳng ai quá thất vọng với kết quả này. Bởi tất cả đều biết Hà Lan đang trở lại và nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra như khoảng 2 năm rưỡi qua, thành công sẽ đến. Thời cơ chín muồi cho điều đó vốn ở rất gần. Euro 2020 chính là giải đấu tầm cỡ, không thể thích hợp hơn để các học trò của Koeman trình diễn. Koeman cũng đã sẵn sàng chờ đến ngày này, khi trong gần ấy năm, ông đã cất công xây dựng nên một bộ khung ổn định cho đội tuyển quốc gia. Thống kê chỉ ra, tính từ năm 2019, vị thuyền trưởng 57 tuổi chỉ sử dụng 15 cầu thủ cho 6 trận đấu trong năm. Nên nhớ, cựu huấn luyện viên Hà Lan là Danny Blind từng loay hoay trong việc lắp ráp đội hình khi sử dụng tận 32 cái tên. Hẳn ngoại trừ chấn thương hay các cầu thủ dính thẻ phạt,
Koeman gần như không thay đổi đội hình xuất phát. Sự ổn định trong cách bố trí nhân sự là một trong các yếu tố chính giúp tân huấn luyện viên Barca vực dậy Hà Lan. Với ngần ấy diễn biến, Hà Lan đáng lẽ ra có thể trải qua một kỳ Euro thành công. Họ hoàn toàn có thể tìm lại thể diện sau kỳ Euro 2012 bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ở kỳ Euro gần nhất, Oren phải xem giải đấu qua màn hình TV. Thế nhưng viễn cảnh viên mãn như thế bất đắc dĩ phải thay đổi kịch bản. Koeman đã ra đi và trợ lý huấn luyện viên Troy Leeuwegert tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trước mắt, nhân vật lạ lẫm này sẽ phải vượt qua hai bài kiểm tra mang tên Ba Lan và Ý ở hai lượt trận UEFA Nations League vào tháng sau. Trong tình trạng cấp bách như hiện tại, Liên đoàn bóng đá Hà Lan phải đánh canh bạc lớn. Song không phải thiếu nguyên nhân để Leeuwegert có thể bước ra ánh sáng. Điểm lợi thế nhất của Leeuwegert nằm ở việc ông là người Hà Lan. Trong phần lớn sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện, người đàn ông 62 tuổi hầu như chỉ dành thời gian cho quê nhà. Ông làm trợ lý huấn luyện viên cho Groningen, Heerenveen, PSV. Thậm chí, Leeuwegert cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng. Chính vì thế nên ông là người rất có kinh nghiệm khi đã dấn thân vào nghề chỉ đạo từ rất lâu. Có thể nói vị huấn luyện viên trưởng tạm thời của Hà Lan đã đi đến mọi ngóc ngách, rất hiểu rõ về bóng đá nước nhà. Đó là lợi thế cực lớn để ông tận dụng cơ hội hiếm hoi này được làng tung cầu biết đến. Chứng kiến những gì xảy ra với Leeuwegert, chúng có phần tương đồng với Hansi Flick tại Bayern Munich. Flick là huấn luyện viên người Đức và ông từng đảm nhận rất nhiều công việc liên quan đến môi trường bóng đá nước nhà. Điều đó giúp ông hiểu rõ bóng đá Đức và là nền tảng quan trọng cho thành công cùng Bayern Munich ở mùa giải này. Giờ đây, Flick không còn là một chiến lược gia vô danh mà đã trở thành một nhà cầm quân tạo được tiếng vang vào thời điểm hiện tại. Chứng kiến những gì Flick trải qua cùng Bayern, đội tuyển Hà Lan hoàn toàn có thể mơ về điều tương tự cùng Leeuwegert. Biết đâu đấy, Leeuwegert cũng là một chiến lược gia đại tài nhưng chưa được biết đến vì không có cơ hội. Hai trận đấu tiếp theo vào tháng tới sẽ là cuộc kiểm tra chứng nhận năng lực cầm quân của chiến lược gia này. Đương nhiên, vấn đề nào cũng xuất hiện hai mặt. Người hâm mộ bóng đá Hà Lan có lý do hoài nghi về huấn luyện viên tạm quyền bởi Leeuwegert nhận nhiệm vụ đầy thách thức như vậy. PSV hẳn là đội bóng tên tuổi nhất mà Leeuwegert có cơ hội làm việc. Từ giai đoạn 2007-2009, chiến lược gia 62 tuổi đã được thử sức trong các vai trò trợ lý U19 PSV, trợ lý đội hình 1 và huấn luyện viên trưởng. Trong khoảng thời gian còn lại, Leeuwegert kinh qua các lợi bộ làng nhàng khác tại Hà Lan, cũng như từng đi đến UAE hay là Nhật Bản làm việc. Tất nhiên, môi trường như thế chẳng bao giờ căng thẳng và khốc liệt như chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Lan, bởi khi đã làm thuyền trưởng của Hà Lan, tức là Leeuwegert trở thành nhân vật được cả quốc gia để mắt. Người hâm mộ Hà Lan vẫn chưa có sự tin tưởng vào nhà cầm quân sinh năm 1987. Trên Twitter từng xuất hiện cuộc khảo sát rằng nếu Leeuwegert giúp Hà Lan giành 2 chiến thắng sắp tới tại Nations League, liệu bạn sẽ ủng hộ ông ta đảm nhận luôn chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia? Phần lớn đều không tán đồng điều này với 71%. Điều đó cho thấy người hâm mộ không tài nào yên tâm về chuyện một gương mặt vô danh dẫn dắt đội tuyển Hà Lan. Nếu có thể lựa chọn, hẳn tất cả sẽ dành sự quan tâm cho một huyền thoại của bóng đá nước nhà là Edgar David. Tuy Edgar David vẫn chưa có kinh nghiệm dày dặn như Leeuwegert nhưng ít ra, những gì mà cựu sao Juventus làm được trong quá khứ khiến người hâm mộ Hà Lan yên tâm. Đề cập đến câu chuyện này, David cũng thể hiện sự hứng thú trên The Telegraph. Đúng vậy, được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là điều gì đó rất quan trọng đối với tôi. Trong tương lai, chắc chắn điều đó có thể xảy ra nhưng hiện tại, đây là thử thách quá lớn dành cho tôi. Trong trường hợp David là một sự lựa chọn mạo hiểm, Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng nên cân nhắc tái hợp với Louis van Gaal. Đó là lời đề xuất do chính cựu cầu thủ từng chơi bóng tại Serie A tiết lộ. Tôi nghĩ Van Gaal thích hợp đấy. Nếu ông ấy muốn thế và mọi người đều gật đầu thì tại sao không chứ? Ông ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại World Cup 2014 còn gì? Sau tất cả, Liên đoàn bóng đá Hà Lan hẳn sẽ rất đau đầu trong việc tìm người kế nhiệm Koeman. Thời gian không còn nhiều bởi Euro sẽ diễn ra vào mùa hè sang năm. Quá nhiều khó khăn đang bủa vây trước mắt câu lạc bộ màu da cam. Nhưng nếu họ vượt qua được điều này để hướng đến một kỳ Euro thành công sắp tới, đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng một cường quốc hùng mạnh của bóng đá thế giới đã trở lại.